Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu và gần 200 cá nhân đại diện tập thể gia đình là tấm gương hiến máu tình nguyện. Thành phố Đà Nẵng hàng năm đều hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về vận động hiến máu tình nguyện, lượng máu tiếp nhận được đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận. Trong năm 2021, toàn thành phố tổ chức 93 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 31.000 người tham gia. Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban chỉ đạo vận động hiến máu đã vận động và tiếp nhận gần 14.000 đơn vị máu. Tôi bắt đầu hiến máu từ năm 2004, đến nay là đã đạt 27 lần. Thì với thành tích như vậy nên được ban tổ chức của hội nghị hôm nay mời dự lễ tuyên dương vinh danh những người hiến máu nhân đạo tình nguyện. Thì về dự buổi lễ hôm nay, tôi rất là vui, rất tự hào vì những cái cống hiến đóng góp nhỏ bé của mình được thành phố ghi nhận và tôn vinh để có nguồn động lực cho chúng tôi tiếp tục hiến máu và kêu gọi vận động những bạn trẻ khác cùng tham gia hiến máu để cứu người, cũng là một nghĩa cử đẹp của thanh niên. Tại hội nghị, 190 tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tham gia hiến máu tình nguyện của thành phố đã được tôn vinh và khen thưởng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chia sẻ sự cảm phục trước những tấm gương tiêu biểu và khẳng định đây sẽ là những hạt nhân nòng cốt để tiếp tục lan tỏa nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, ban vận động hiến máu tình nguyện các cấp tăng cường thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về công tác hiến máu cứu người, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công tác tuyên truyền viên, chăm sóc, tư vấn trước, trong và sau cho những người hiến máu, chú trọng từng khâu trong tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tiếp nhận máu, tổ chức tốt các điểm hiến máu an toàn, trang trọng, thân thiện, quan tâm tổ chức các sự kiện hiến máu tình nguyện nhân các ngày lễ, kịp thời đánh giá, tổng kết, khen thưởng, tôn vinh những đơn vị, cá nhân điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện.